Chào mừng anh em đã quay trở lại với LC Thiên đường quần bò Nam Đẹp. Trước khi vào video ngày hôm nay thì anh em nhớ like, đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được những thông báo về video mới nhất của LC anh em nhé. Đến với video ngày hôm nay thì mình sẽ review đến anh em ba mẫu quần sock jean rất là chất luôn anh em ơi. Dòng jean đít que có gân đằng sau nha anh em nhé. Đặc biệt khi mà mình mở ra thì anh em sẽ rất là ngạc nhiên, và hiện tại LC đang có chương trình ưu đãi rất là lớn, mua một tặng một. Có nghĩa là anh em bây giờ chỉ mua một chiếc quần đít que Icon này sẽ được tặng ngay một chiếc đi que tiếp theo, hoặc là bất kỳ cái mẫu sản phẩm nào anh em có thể lựa chọn, và giá cực kỳ ưu đãi chỉ với 299k thôi anh em nhé. Đó, đây là một trong những chương trình rất là hấp dẫn mà LC đang tạo ra cho anh em có thể dinh về ngay cho mình những chiếc quần đi que ưng ý. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau với đến với cái mẫu Icon xanh rách này nhá anh em. Đầu tiên thì mọi người có thể thấy ở đây là chúng ta có những phần đinh tán bằng đồng được dập chữ jean rất là đẹp. Và chi tiết hơn đó là cái phần chất liệu này, đó chất liệu jean denim co giãn rất là đẹp luôn. Và mình đưa lại gần thì mọi người thấy là cái màu sắc nó rất là tươi, và đặc biệt nữa là những cái phần sơn này, phần sơn in này nó rất là chắc chắn, anh em cào thoải mái luôn nhá, cào thoải mái mà không xước một tí gì luôn này. Đấy. Bây giờ thì mình đưa cho anh em xem trước này, đây nhá, đây nhá, giờ sau đó mình sẽ cào cho anh em xem này, cào sát cho anh em xem nhá. Anh em có thể thấy không? Anh em có thể nhìn thấy không? Đó, không ra một tí sơn nào anh em ạ. Mình khẳng định với anh em đây là một trong những mẫu sản phẩm dùng là rất là hot, mà chắc chắn anh em cũng đã biết rồi, rất là đẹp và thực sự là nó rất là bền. Đó là cả cái chất liệu này, đó, co giãn thoải mái luôn anh em này. Form dáng body tôn dáng nhìn rất là mê. Đó, bên trong chiếc quần đây mọi người có thể thấy là chất liệu không hề xù, không hề phai luôn anh em ơi. Đó. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là sản phẩm là rất là tuyệt vời luôn, không còn gì để mà bàn cãi và chê nữa. Những đường chỉ nó rất là sắc nét và tinh tế này. Phía sau chiếc quần thì chúng ta có thể thấy là có một vài đường vuốt nhẹ, đó, tạo ra cái điểm nhấn phía sau chiếc quần. Thì sản phẩm này thì chúng ta sẽ không có đường gân bên sau, nhưng mà bù lại thì sẽ có những điểm nhấn, đó là những đường phẩy sơn nhẹ thôi, tạo cho chiếc quần chúng ta có một sự sức hút nó rất là đều, nó không quá rực rỡ anh em nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến ngay với cái mẫu Icon đen này. Mọi người có thể thấy những đường sơn nó rất là ok, rất là đẹp. Và đây, cái mẫu Icon này thì mình sẽ đưa lại gần cho anh em xem. Như cái size này mình cầm xuống nó hơi to nên là nhìn nó hơi rộng. Đây, chất liệu cũng rất là tuyệt vời, co giãn nhá, màu sắc tự nhiên này, không xù, không nhăn, không sờn chỉ, không phai màu, là điều mà LC luôn luôn cam đoan với anh em. Bên trong chỗ phần rách này thì có miếng lót ở bên trong đó, sẽ không giờ sợ bung đâu anh em ạ. Những phần đinh tán này dùng rất là tuyệt vời. Phải lăn tăn nữa thì ở đây chúng ta sẽ có là thêm một cái mẫu Icon màu xanh, nhưng mà không rách, bù lại là sẽ có đường vuốt và phía sau là bó gân này. Có thể nhiều anh em không biết, nó là một trong những cái điểm nhấn giúp chiếc quần chúng ta là giữ được form dáng rất là lâu. Bởi vì sao? Nó gia cố ở đoạn này giúp chiếc quần nó giữ lại, nó sẽ không bị rão ra theo thời gian. Ngoài ra cái màu sắc đây mình lại đưa thêm, mình lại đưa lên cho anh em xem. Ngoài ra cái màu sắc ở đây thì mình lại đưa lên cho anh em xem. Rất là tươi và tự nhiên, không hề có cái gọi là pha màu hay là pha màu đâu anh em ạ. Màu sắc rất là tuyệt vời, hài hòa. Những đường vuốt ở đây nó được cân chỉnh, cân đối và kết hợp sao cho chiếc quần chúng ta trông sang trọng nhất và chất nhất. Những đường chỉ dù làm nổi bật cái màu sắc của chiếc quần hơn, đúng không ạ? Đó. 100% thì tất cả những phần khóa này đều khóa đồng anh em nhé, sử dụng càng lâu càng mượt và nó càng bóng ra. Đó. Mình kéo thì anh em nghe rất là êm tai đúng không? Đây, bên trong thì đều có tác lụa hết anh em nhé, đều có tác lụa này. Cả ba sản phẩm đi que Icon này đều có tác lụa bên trong hết. Đây, tác lụa đây anh em ơi. Ok chưa anh em? Nếu như anh em thấy yêu thích mẫu sản phẩm này rồi thì hãy liên hệ với LC với số điện thoại là 093 48481. Ngoài ra những thông tin liên hệ khác thì mình sẽ ghi chi tiết dưới phần mô tả anh em nhé. Anh em nhớ like, đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những thông báo về video mới nhất của LC. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.